Hà Tĩnh kỷ luật lãnh đạo xã để người nhà lạc vào hộ cận nghèo. Lãnh đạo xã, thôn ở Hà Tĩnh chỉ đạo cấp dưới ghép tên vợ và con trai vào danh sách hộ cận nghèo để hưởng lợi chính sách. Ngày 7 tháng 11, Ủy ban Kiểm tra huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết vừa thi hành kỷ luật 5 lãnh đạo xã Đức Dũng vì có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, bình xét hộ nghèo, cận nghèo. Theo đó, ông Võ Long, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, ông Hà Huy Huân, cán bộ phụ trách lĩnh vực lao động thương binh xã hội bị khiển trách. 3 cán bộ thôn Ngoại Xuân gồm bà Phạm Thị Bình, ông Đào Xuân Nam và ông Phạm Ngọc Hòa nhận hình thức khiển trách và cảnh cáo. Theo nhà chức trách, các cán bộ trên đã ghép vợ và con trai mình vào danh sách hộ cận nghèo để hưởng lợi chính sách ưu đãi của nhà nước. Tại thôn Ngoại Xuân, xã Đức Dũng, lợi dụng công việc được giao, ông Long đã chỉ đạo ghép tên vợ là bà Bình vào hộ ông Võ Trung Sơn, ông Nam, bí thư chi bộ thôn, ghép tên vợ vào hộ Nguyễn Văn Hóa, con trai ông Hòa, thôn trưởng, có tên trong hộ ông Phạm Đình Tám. Huyện ủy kết luận những vi phạm của các cán bộ xã thôn là nghiêm trọng, cần phải thi hành kỷ luật.